bảy tám ngày sau cái đêm lý liên hoa gặp ma đã không còn thấy bóng ma bóng quỷ hay tiếng ma quỷ hát nữa đêm đó mặc dù vân kiều đã ra khỏi phòng của tông chính minh châu nhưng nàng nhanh chóng bị kiếm sĩ trong ngọc thành phát hiện vì nàng ăn mặc kỳ quặc hành tung đáng ngờ nên ngọc hồng chúc đã bắt giam nàng lại vân kiều không hề khai bất kỳ điều gì trước mọi hình thức tra khảo tàn nhẫn của ngọc hồng chúc việc này khiến lý liên hoa cảm thấy vô cùng đáng tiếc Hôm nay đã là ngày thứ 8 Ngọc Mục Lam dùng món canh có 6 vị cỏ dại do Lý Liên Hoa kê, bệnh tình không có chuyển biến. Ông vẫn nghệt ra như con gà gỗ, hoàn toàn không bận tâm tới người và vượt quanh mình. Ngọc Hồng Chúc loán thoáng đoán được những thứ Lý Liên Hoa nhổ về chẳng phải kỳ dược gì cả. Nhưng Lý Liên Hoa đã nói cho Ngọc Mục Lam uống nên hàng ngày bà vẫn đem ngâm như thường lệ, sau đó bưng một bát vào cho chồng uống. Món canh chứa 6 vị cỏ dại này rốt cuộc có công hiệu kỳ diệu thế nào? không chỉ Ngọc Hồng Trúc mà ngay mọi người trong Ngọc Thành cũng vô cùng nghi hoặc. Đến ngày thứ 9, bệnh tình của Ngọc Mục Lam đột nhiên có chuyển biến tốt. Sáng sớm ngày thứ 9, cửa phòng Ngọc Mục Lam mở tung. Hôm qua ánh mắt vị Ngọc Thành chủ này vẫn còn đờ đẫn. Sáng nay lúc ông mở cửa đi ra, trên người mặc áo tím, tinh thần đã hưng hực, thần sắc tươi tắn. Khi tinh thần được phục lại, quả nhiên không còn giống với khi bị bệnh. Ngọc Mục Lam lúc này nhìn đã khôi phục lại dáng vẻ thường thấy, một thư sinh trung niên phong độ ngời ngời, mắt sáng mũi cao. Ông đã hoàn toàn quên hết những chuyện xảy ra sau khi mình phát điên, không hề nhớ mình đã phóng lửa đốt Ngọc Thành, cũng không nhớ đã hạ lệnh ép 560 kiếm sĩ hộ tống tiểu thư hồi thành phải tự tẩn. Sau khi nghe tin thì giật mình kinh hãi, đứng trước mộ những người đã chết tuôn nước mắt như mưa, căm hận bản thân vô cùng. Ngọc Hồng Chúc thầm thở dài, không dám, để chồng thấy thi thể đáng sợ của Ngọc Thu Sương, chỉ khuyên chồng tĩnh tâm tu dưỡng, chăm sóc bản thân trước. Còn Lý Liên Hoa, sau khi đến thăm bệnh cho Ngọc Mục Lam, chỉ luôn miệng lẩm bẩm thắc mắc tại sao đến ngày thứ 9 thuốc mới có hiệu quả, thật là kỳ lạ. Sau bữa sáng, sau khi phu nhân bắt giam Vân Kiều, thật sự không điều tra ra rốt cuộc là kẻ nào đã sai nàng ta ăn vận kỳ quái, giả thần giả quỷ trong Ngọc Thành Ư. Ngọc Mục Lam nghe nguyên nhân Vân Kiều bị giam, bèn kỳ lạ hỏi, lẽ nào mọi chuyện kỳ quái thần bí trong thành đều do Vân Kiều gây ra? nàng ta và Sương Nhi là bạn thân, sao có thể làm những chuyện như thế? Nàng ta và Sương Nhi đều si mê Minh Châu như nhau, nếu Sương Nhi không chết, sao nàng ta có thể có được trái tim Minh Châu? Ngọc Hồng Trúc lạnh lùng đáp, cái chết của Sương Nhi chắc chắn do á tiện nhân đó dở trò, giết con gái ta rồi lại còn dám giả thần giả quỷ đến Ngọc Thành ta tác quái, thật to gan. Nàng ta giết Sương Nhi, Ngọc Mục Lam thất thanh hỏi nửa đêm canh ba nàng ta mò đến phòng lý tiên sinh đóng giả ma quỷ, lúc đi ra bị kiếm sĩ bắt được, sao có thể là giả? Ngọc Hồng Chúc cười nhạt, thiếp thật không ngờ á tiện nhân đó lại dám phạm tội tày đình như thế trong ngọc gia ta, nếu không thiêu nó chết giống Sương Nhi, thiếp không xứng làm mẹ. Ánh mắt Ngọc Hồng Chúc toát ra vẻ oán hận ngút trời. Phu nhân, chi bằng giờ ngọ hôm nay chúng ta hãy xử tử nàng ta, báo thù cho Sương Nhi. Ngọc Hồng Chúc gật đầu. Thiếp cũng đang có ý đó, ả à chẳng bị ai sai khiến cả, giả thần giả quỷ tất cả đều do một mình ả à làm. Tối hôm ấy còn định mưu hại Lý Tiên Sinh, cũng may bị Lý Tiên Sinh phát hiện và đuổi ra ngoài. Ngọc Thành phu nhân khẳng định Vân Kiều chính là hung thủ giết Ngọc Thu Sương. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lấp ló một cái bóng trắng, kiếm sĩ áo trắng vội chạy vào báo. Thành chủ, phu nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bấm báo. Chuyện gì? Ngọc Hồng chút dịu xuống. Tông chính công tử quay về rồi. Kiếm sĩ áo trắng đáp. Tông chính công tử quay về cũng là chuyện quan trọng. Ngọc Mục Lam thoáng tức giận. Tông chính Minh Châu sau khi có hôn ước với Ngọc Thu Sương thì thường xuyên đến ở Ngọc Thành. Trong thành đã sớm không coi y là khách từ lâu. Tông chính công tử quay về là việc quan trọng đến mức phải cắt ngang câu chuyện của phu phụ họ. Không, thành chủ, phu nhân, tông chính công tử bị người ta xiềng tay đeo gông vào cổ, được bộ thanh thiên giải về giọng điệu lạnh lùng của kiếm sĩ áo trắng ngập vẻ kinh ngạc, còn cả hoa thanh thiên cũng. Đến rồi. Ngọc Hồng Trúc và Ngọc Mục Lam giật mình kinh hãi, quay sang nhìn nhau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột bậc. Sao lại? Trong triều đình hiện nay, có hai vị triều thần thuộc đại lý tự, Thầy thánh thượng điều tra phán xét những vụ án hình sự trong khắp thiên hạ. Một vị được xưng là Bổ Thanh Thiên Bốc Thừa Hải, vị còn lại là Hoa Thanh Thiên Hoa Như Tuyết hai người này từng bắt 11 vị hoàng thân quốc thích, giết chính đem lưu đầy hai, là hai nhân vật mà trong triều đình lẫn ngoài nhân gian đều vô cùng kiên nể. Vậy mà cả hai vị ấy lại giải tông chính Minh Châu vào Ngọc Thành, điều này chẳng phải là việc sẽ gây chấn động giang hồ hay sao? Ngọc Hồng Trúc và Ngọc Mục Lam cùng đập bàn, đứng phát dậy, thân thủ nhanh như yến bay, lao thắng đến đại điện Ngọc Thành. Trong đại điện Ngọc Thành, vách điện giác vàng sáng rực, tông chính Minh Châu bị điểm huyệt, sắc mặt trắng nhợt, đứng giữa điện. Sau lưng y là hai người, một người thân hình cao lớn, một người thấp gầy. Hai người đó đều mặc quan bào. Một người thấy quan bào quá chật chội, người còn lại chê quan bào rộng quá mức. Mũ áo chỉnh tề có chút hài hước, nhưng chính vì thế mà người khác chỉ cần thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Hai vị đó chính là bổ hoa nhị thanh thiên, bốc thừa hải và hoa như tuyết. Thấy Ngọc Hồng Trúc cùng Ngọc Mục Lam sánh vai nhau đáp xuống đất, hoa như tuyết, người có thân hình vừa thấp vừa gầy, da đen xì, mắt dán nhấm mũi chuột lạnh lùng hỏi. Có phải hai vị đã trình báo kẻ này giết người? Ngọc Hồng Chúc và Ngọc Mục Lam lại một lần nữa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lòng Ngọc Hồng Chúc dày lo lắng. Vị công tứ này là cháu trai của thừa tướng Đương Triều Tông Chính, có phải hai vị bắt nhầm người không? Ngọc Mục Lam cũng hét lên một tiếng. Minh Châu, lẽ nào ngươi đã giết Sương Nhi? Hoa như tuyết châu mày, bốc thừa hải ngẩn người, rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy. Lẽ nào không phải phu phụ hai ngươi trình báo kẻ này giết hại Ngọc Thu Sương, muốn chúng ta bắt hắn về quy án? Chuyện này rốt cuộc thật giả thế nào? Không, đương nhiên đó không phải ý của phu phụ chúng ta. Ngọc Hồng Chúc đáp, hắn là vị hôn phu của Sương Nhi nhà chúng ta, sao có thể giết hại Sương Nhi? Rốt cuộc kẻ nào đã ăn nói càng rỡ, thật đáng ghét vô cùng. Ngọc Mục Lam nghiêm giọng hét, nhất định tiểu tử này đã câu kết với vân kiều giết hại xương nhi của ta ta còn đang thắc mắc một nữ nhi võ công kém cỏi như vân kiều sao có thể giết được xương nhi thì ra ả còn có đồng mưu là minh châu nhất định do minh châu sai khiến hoa như tuyết và bốc thừa hải lại nhìn nhau kỳ lạ quá hai người bọn họ đi tuần tra thiên hạ đã lâu tên tông chính minh châu này tự dưng cầm một lá thư tìm đến bình nhạn lâu nơi họ dừng chân mở thư ra đọc trong thư chỉ viết một câu bắt ngay kẻ đưa thư người này chính là hung thủ giết hại ngọc thu sương muốn phá án mời tới ngọc thành hai người họ đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định bắt y lại đưa đến ngọc thành không ngờ vừa vào ngọc thành vợ chồng thành chủ một người khẳng định minh châu không phải hung thủ người kia lại nghiến răng nghiến lợi nói y cấu kết với người khác giết hại ngọc thu sương vụ án này quá sức ly kỳ bốc thừa hải và hoa như tuyết đều nghe đồn chuyện cửa sổ xanh có quỷ giết người đã lâu nhưng sự việc quỷ quyệt đa biến thế này thật nằm ngoài dự liệu của họ. Ngươi là kẻ nào? Đúng lúc hai vợ chồng thành chủ đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau, bốc thừa hải trừng mắt nhìn một người trẻ tuổi đang ngồi giữa điện uống trà. Lúc họ bước vào, người này đang đổ bã trà, rửa tách, pha trà, hiện tại đang ngồi ngay ngắn bên cạnh uống trà một cách khoan khoái, nhìn bộ dạng nhàn nhã vui vẻ vô cùng. Ta, người ngồi uống trà trong điện chính là Lý Liên Hoa, nhàn rỗi thôi, ngọc hồng chúc đột nhiên thét lên một tiếng ngọc mục lam thành thân với bà nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng nghe bà thét rú lên như thế bao giờ lý liên hoa là ngươi thì ra là ngươi 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 đồ yêu quái lý liên hoa à một tiếng nhìn ngọc hồng chúc với vẻ đầy hối lỗi thật khiến phu nhân thất vọng rồi xấu hổ xấu hổ quá ngọc hồng chúc căm tức trừng mắt nhìn hắn từ trong đôi mắt tuyệt đẹp đó toát ra nỗi căm hận lẫn tuyệt vọng. Ngươi, bà đột nhiên tung người lên, nhằm vào đầu Lý Liên Hoa đánh xuống, trưởng thế sắc bén có thể khiến hắn chết ngay tại chỗ. Nhưng bà chưa kịp xuống tay thì ly trà trong tay Lý Liên Hoa đã bị sức gió từ trưởng thế thổi bay xuống đất vỡ choang, nước trà nóng bắn lên tung tóe. Hắn đứng bật dậy xoay người nhảy né, bàn tay ngọc hồng chút bổ xuống khiến chiếc ghế hắn ngồi gãy tan tành, nhưng sắc mặt bà trắng nhợt. Có những chuyện không thể giấu được nữa rồi. Hoa như tuyết đã lặng lẽ đứng sau lưng Ngọc Hồng Trúc từ lúc nào, dùng hai ngón tay kẹp chặt cổ bà, lạnh lẽo nói. Phu nhân, dám giết người trước mặt không sai, người thật to gan. Bốc thừa hải cũng lạnh lùng hỏi Lý Liên Hoa. Là người viết thư. Lý Liên Hoa nhảy tới cửa, sau khi thấy đã an toàn mói quay người lại mỉm cười. Là ta. Sắc mặt Tông Chính Minh Châu bị điểm huyệt trắng nhợt như đã chết, toàn thân run cầm cập. Lý Liên Hoa nhìn y với vẻ mặt có lỗi, dường như cảm thấy thật sự rất có lỗi với y. Tông Chính Minh Châu chân thành với hắn như thế, vậy mà hắn lại bán đứng y. Tông Chính Minh Châu là vị hôn phu của Ngọc Thu Sương, tại sao ngươi lại nói hắn giết vị hôn thê của mình? Hoa như tuyết hỏi. Lý Liên Hoa chậm rãi đi vào trong, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh chiếc ghế bị Ngọc Hồng Trúc một chưởng làm cho gãy vụn, thư thái thở dài, cười nụ cười mỉm đặc trưng. Nhìn hắn như rất bình tĩnh ôn hòa Nhưng thấp thoáng vẫn khiến người ta Có cảm giác hắn đang quá mức vui vẻ Bởi vì Ngọc Thành Chủ Không biết phách không trưởng Hoa như tuyết và bốc thừa hải Đều châu mày Vẽ mặt Ngọc Mục Lam lộ vẻ gượng gạo bối rối Nhưng ông thở phào nhẹ nhõm Nét mặt kỳ quái Không biết ông mong Lý Liên Hoa nói tiếp hay mong hắn đừng nói nữa Hắn lại lên tiếng Phiền Thành Chủ hạ lệnh thả vân cô nương ra Ngài là người rõ nhất nàng ấy vô tội sau đó hắn lẩm bẩm, "Rồi ta sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho các người nghe." Thật ra ngay từ khi Trình Vân Hạc kể cho ta nghe, ta chỉ thấy chuyện này như có ma thật, nên mới nghĩ giống có người đang giả ma. Lý Liên Hoa rất vui vẻ mỉm cười nói, "Mà trong chuyện này, Hạc Hành Tiêu Cục, Ngọc Thu Sương, Ngọc Thành kiếm sĩ, Vân Kiều, đến cuối cùng người duy nhất còn sống lại chỉ có một mình Vân Kiều, vì vậy nhất định nàng ta có liên quan tới cái chết của Ngọc Thu Sương." Ban đầu ta không nghĩ đến chuyện nàng ta giả quỷ, cũng không nghĩ nàng giết người. Chỉ có điều nàng có một vài điều kiện thuận lợi hơn người khác. Ví dụ như có lẽ nàng biết điều gì đó mà mọi người đều không biết. Vân Kiều vừa được thả ra từ trong nhà giam của Ngọc Thành, đứng im, một lúc sau mới chậm chậm gật đầu. Sau khi ta tới Ngọc Thành, phát hiện ra một chuyện thứ hai rất kỳ quái. Lý Liên Hoa nói, Tông chính công tử cho ta biết ngày thứ hai sau khi Ngọc Thu Sương chết, y đã đến Ngọc Thành rồi nhưng rất lạ một là sao y có thể từ viên châu đến núi côn lôn vào ngày thứ hai sau khi biết tin lý liên hoa mỉm cười trừ phi y vốn đang ở trên núi hoặc ở gần ngọc thành hai là nghe tin vị hôn thê bị người ta sát hại vậy mà y chẳng hề đến khách điếm tiểu miên điều tra lại lên thẳng núi côn lôn mặc dù có thể giải thích y lo lắng cho nhạc phụ nhạc mẫu nhưng cũng không hợp tình hợp lý chẳng phải ngươi cùng không đến khách điếm tiểu miên điều tra ư hoa như tuyết lạnh lùng hỏi người cũng rất đáng ngờ. Lý Liên Hoa đáp, ta đã phát hiện ra trường hợp của Vân Kiều có khác biệt, đương nhiên sẽ nghĩ tới khả năng nàng nói dối. Nếu thật sự những gì nàng kể về tình hình xảy ra trong đêm ấy với Ngọc Thu Sương đều không đáng để bận tâm thì, hắn mỉm cười, rất dễ dàng đưa ra kết luận Ngọc Thu Sương vốn ở trong rương hàng. Bốc thừa hải gật đầu, một lúc sau, hoa như tuyết cũng gật đầu. Nếu Ngọc Thu Sương vốn đã ở sẵn trong rương hàng điều đó có nghĩa nàng không chết trong khách điếm tiểu miên. Lý Liên Hoa thở dài. Như vậy, ta còn tới khách điếm tiểu miên làm gì nữa? Bốc thừa hải lại gật đầu, hoa như tuyết cũng gật đầu theo. Do đó, Tông Chính Minh Châu rất đáng ngờ. Lý Liên Hoa nói tiếp. Nhưng làm sao ta biết việc y không đến khách điếm tiểu miên điều tra liệu có phải cũng vì có cùng lý do như ta? Bởi còn có một người khác đáng ngờ hơn. Ai? Lý Liên Hoa cười, nhìn ngọc mục lam một cái ngọc thành chủ bốc thừa hải và hoa như tuyết ngẩn người ngọc mục lam sau khi thi thể của ngọc thu xương được đưa về chính ngọc mục lam đã phóng hỏa đốt thành khiến rất khó kiểm tra khám nghiệm xác nàng ấy lý liên hoa chậm rãi nói lẽ nào là muốn hủy xác xóa dấu vết huống hồ ông ta giả điên hơn nửa tháng thực sự khiến người ta khó hiểu vậy tại sao người này lại là hung thủ hoa như tuyết chỉ vào mũi tông chính Minh Châu. Sao người biết Ngọc Mục Lam giả điên chứ không phải điên thật? Bởi vì đột nhiên ta lại phát hiện Ngọc Mục Lam tuyệt đối không thể giết Ngọc Thu Sương. Lý Liên Hoa thở dài lần thứ hai. Suýt nữa ta đã nghĩ Ngọc Mục Lam là hung thủ rồi. Nhưng khi ta cùng ngồi ăn cơm với vợ chồng Ngọc Thành Chủ thì chợt nghĩ ra rằng Ngọc Mục Lam vốn họ bồ, không phải họ Ngọc. Chuyện đó quan trọng lắm sao? Bốc Thừa Hải hỏi. Rất quan trọng, Bồ Mục Lam là một thư sinh bất đắc chí không biết võ công, hơn 20 tuổi mới vào ở rễ trong Ngọc Gia và bắt đầu luyện võ. Lý Liên Hoa nói, do không luyện võ từ nhỏ nên không có nền tảng để học được thứ võ công cao cấp. Người học võ thế nào ngươi và ta đều rất rõ. Ngọc Thu Sương bị người ta làm đứt ruột, chảy máu trong mà chết, vì vậy phải dùng lực của phách không trưởng để ép đứt ruột Ngọc Thu Sương, ông ta không làm được như thế. Có lý, hoa như tuyết gật gật đầu, nhưng ông ta đang giả điên." Lý Liên Hoa trừng mắt nói, "Ta gần như đã tưởng ông ta điên thật, vì vậy ta dùng kim bạc để chích vào mắt ông ta." Dùng kim bạc chích vào tròng mắt ông ta, Hoa Như Tuyết lấy làm lạ, "Làm gì? Cho dù chỉ là một con côn trùng nhỏ, khi bị người dùng kim đâm vào mắt nó sẽ né tránh, đó là phản ứng tự nhiên của động vật." Lý Liên Hoa đáp huống Hồ Ngọc Mục Lam, "Chỉ bị điên thôi chứ không bị mù, nhưng lúc ta đâm cái kim gần sát vào mắt ông ta cũng chẳng có phản ứng gì điều đó chứng minh ông ta giả điên ngọc mục lam ngẩn người vẻ mặt vô cùng kỳ lạ chẳng biết là buồn hay vui muốn khóc hay muốn cười nhưng ta lại nghi ngờ không chừng ông ta mắc chứng bệnh điên không sợ bị mù mắt vì vậy ta cho ông ta uống một loại thuốc lý liên hoa mỉm cười một loại thuốc tuyệt diệu vô cùng sau khi uống vài ngày ta liền biết ngọc mục lam đúng là giả điên thật thuốc gì mà tốt như thế Hoa như tuyết bắt đầu thấy hứng thú với người trẻ tuổi này. Một đống cỏ dại mà đa phần ta chẳng biết là cỏ gì, đem ngâm với nước, Lý Liên Hoa đáp. Nếu uống vào rồi, 10 phần, thì 8-9 phần sẽ bị đi ngoài hoặc nôn ẹ, trúng độc gì đó. Hắn mỉm cười vô cùng nho nhã, bộ dáng thật sự đáng tin. Người không điên sẽ không uống nó, mà không uống thì tất phải đem đổ. Sau khi đổ, hạt của những loại cỏ đã bị ngâm qua nước ấy tất nảy mầm, Bên ngoài cửa phòng Ngọc Mục Lam và Ngọc Hồng Chúc gần đây mọc một bụi sáu loại cò dại lẫn lộn với nhau, thú vị vô cùng. Ngọc Mục Lam, để lộ vẻ mặt quá đổi kinh ngạc, Lý Liên Hoa hiền hòa liếc nhìn ông ta, tiếp tục. Mà một khi Ngọc Mục Lam giả điên, chứng minh cái chết của Ngọc Thu Sương có liên quan tới ông ta, dù người không phải do ông ta giết nhưng ông ta nhất định đã làm điều gì đó hổ thẹn. Có điều ta nghĩ mãi không ra giữa Tông Chính Minh Châu và Ngọc Mục Lam thì kẻ nào đáng ngờ hơn rồi ta lại phát hiện ngọc phu nhân cũng rất lạ hắn mỉm cười nhìn ngọc hồng chút một cái ngọc phu nhân năm lần bảy lượt hướng sự chú ý của ta tới vân kiều mà sau khi con gái chết bà ấy trông chẳng có vẻ gì là buồn bã kỳ lạ nhất là tại sao bà ấy không đem chôn ngọc thu xương còn để thi thể của nàng trong quan tài bằng băng với tính cách kiên cường sáng suốt của bà ấy mà lại tin chuyện ma quỷ giết người lý liên hoa ta thật thấy vô cùng khó hiểu ngọc mục làm giả điên lẽ nào ông ta có thể giả điên giả dại trước mặt người đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm trời mà không hề để lộ sơ hở ư? Đặc biệt sau chuyện dùng kim bạc chích mắt, ta không tin Ngọc Phu Nhân không nhận ra chồng mình đang giả điên, Ngọc Phu Nhân hình như cũng có chút đáng ngờ. Có lý, Bốc Thừa Hải gật đầu. Vân Kiều và Ngọc Mục Lam đều có liên quan tới chân tướng sự việc, Ngọc Phu Nhân và Tông Chính Minh Châu lại đều khả nghi, ta đành phải quay lại từ đầu, nghĩ xem Ngọc Thu Sương đã chết thế nào. Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp, nàng bị lực của phách không trưởng ép cho đất ruột, chảy máu trong mà chết, thi thể nằm trong rương hàng, bị gửi đi. Vân Kiều đã gặp đoàn người của Trình Vân Hạc trên đường chuyển hàng, ác nàng ta có liên quan tới việc chuyển hàng này. Bóng quỷ trên cửa sổ xanh xuất hiện ở cả khách điếm và Ngọc Thành, ngoài Vân Kiều ra, người khác không có khả năng tạo hồn ma bóng quỷ ở cả hai nơi này vì vậy nàng biết rõ toàn bộ quá trình vận chuyển thi thể ngọc thu xương đi dừng lại một lát hắn nói tiếp chuyện xảy ra ở khách điếm tiểu miên hoàn toàn chỉ là vở kịch hung thủ dàn dựng với mong muốn dùng ma dùng quỷ để gánh tội thay mình người chỉ đạo vở kịch này là vân kiều nhưng tại sao nàng ta phải giả thần giả quỷ lý liên hoa mỉm cười còn cả ngọc mục lam nữa tại sao ông ta phải phóng hỏa thiêu thi thể rồi giết chết toàn bộ kiếm sĩ họ không giết người nhưng họ lại có hành vi che giấu tội ác, ta đoán. Họ tưởng họ đã giết người rồi. Tưởng, hoa như tuyết quá mức kinh ngạc. Tưởng mình giết người, lại có chuyện ấy sao? Khi ta phát hiện Ngọc Thu Sương bị lực của phách không trưởng ép chết, Vân Kiều rất kinh ngạc, Lý Liên Hoa nói. Người có khả năng luyện được phách không trưởng để giết chết Ngọc Thu Sương trong Ngọc Thành thì rất nhiều, nhưng tại sao lại có người muốn nàng chết? Ta thực sự không hiểu cái chết của. Nàng sẽ đem lại lợi lộc cho ai? nhưng những chuyện như thế này vẫn thường có người làm đó là vào những lúc nhỡ tay không cẩn thận hoa như tuyết bật cười ý ngươi là cái chết của ngọc thu xương chỉ là do ngộ sát phạm vi hoạt động của ngọc thu xương chỉ ở trong thành nơi luyện công của các kiếm sĩ lại được bố trí ở ngoài thành nếu không được triệu hiệu bọn họ chắc chắn sẽ không vào trong thành đám gia nhân võ công không cao nói như vậy xung quanh chẳng có ai khác thì kẻ có khả năng ngộ sát ngọc thu xương là ai chỉ là mấy người thường xuyên ở Ngọc Gia mà thôi. Lý Liên Hoa mỉm cười. Tông chính công tử, Ngọc Phu Nhân, Ngọc Mục Lam, Vân Kiều. Mà Ngọc Mục Lam và Vân Kiều đều không thể sử dụng phách không trưởng. Vậy thì hung thủ chỉ có thể là một trong hai người tông chính công tử hoặc Ngọc Phu Nhân hoặc cả hai bọn họ. Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ Ngọc Hồng Chúc. Nhưng lúc này, ta lại phát hiện ra một chuyện rất lạ. Hoa như tuyết và bốc thừa hải đều cười bọn họ là những kẻ lõi đời trên giang hồ, vừa nghe đã phát hiện ra có chỗ không ổn. Quả nhiên Lý Liên Hoa cất tiếng. Nhóm bốn người này rất kỳ lạ, Ngọc Mục Lam và Ngọc Phu Nhân lại tách nhau ra, Ngọc Mục Lam ở cùng nhóm với Vân Kiều, Ngọc Phu Nhân ở cùng nhóm với Tông Chính Minh Châu. Ngọc Mục Lam và Vân Kiều hỗ trợ lẫn nhau, còn Ngọc Phu Nhân lại bảo vệ che giấu cho Tông Chính Minh Châu, tại sao chứ? Nói tới nước này rồi, sắc mặt Ngọc Mục Lam và Ngọc Hồng Chúc đều trắng nhợt, sắc mặt Vân Kiều còn trắng hơn, đến mức cứ như nàng sắp chết, còn Tông Chính Minh Châu bỗng dưng rơi lệ, Lý Liên Hoa bất lực nhìn cả bốn người bọn họ một lượt, thở dài. Ta nhớ lúc mới đến Ngọc Thành, lần đầu tiên vào khám bệnh cho Ngọc Mục Lam, có người đã nhìn trộm từ hoa viên bên ngoài, để lại dấu chân trên hành lang, Ngọc Phu Nhân nói đó là Vân Kiều, đúng không? Vân Kiều cứng đờ người như khúc gỗ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nàng cũng bắt đầu khóc. Điều đó chứng minh nàng rất quan tâm tới Ngọc Mục Lam, Lý Liên Hoa dịu dàng nói. Vân Kiều nhắm mắt, rồi lại gật đầu. Nàng thậm chí còn nguyện vì chuyện này mà chết, vì chuyện này giết người. Cho dù người không phải do ông ta giết, nhưng rất khó để giải thích tại sao ông ta lại chuyển thi thể đi. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói tiếp, thường khi nói chuyện với phụ nữ hắn rất dịu dàng, nho nhã. Nàng yêu ông ấy. Cả Ngọc Hồng Chúc và Tông Chính Minh Châu đều ngẩn ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc thấy nước mắt vân kiều lại rơi rồi nàng gật đầu ánh mắt lý liên hoa quay sang nhìn tông chính minh châu cười đầy bất lực ngọc đại tiểu thư hành tẩu giang hồ quả nhiên bạn bè mà nàng ấy quen biết đều là rồng là phượng tông chính công tử anh tuấn tiêu soái phong độ ngời ngời vân cô nương dịu dàng hiền thục tỉ mỉ chu đáo chỉ đáng tiếc là đã quá xuất sắc thôi ngọc thành chủ đang lúc sung mãn ngọc phu nhân xinh đẹp vô song Chị e còn hơn cả tiểu cô nương 18 tuổi rất nhiều. Sắc mặt Tông Chính Minh Châu trắng bệt như chết, Lý Liên Hoa dừng lại, mãi mới nói tiếp. Làm rõ được mối quan hệ này thì sẽ hiểu tại sao Ngọc Thu Sương lại chết. Vết thương trí mạng của Ngọc Thu Sương là bị trúng chưởng ở phần bụng dưới, tại sao nàng ta lại trúng chưởng ở bụng dưới. Vị trí này đối với phách không trưởng hình như hơi thấp quá. Nhìn bao quát khắp lầu gác mái hiên của Ngọc Thành, chỉ bên ngoài phòng ngủ của thành chủ mới có một hành lang dùng bạch ngọc làm lan can, rẽ sang trái là đi tới căn phòng trống, rẽ sang phải liền ngay với phòng ngọc thu xương. Hắn chậm chậm nói, giọng hết sức nhàn nhã chậm rãi để lộ ra vẻ quỷ dị. Nếu trèo lên lan can, thì nàng ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng từ cửa sổ bên phải, và lúc này người trong phòng lại phát hiện ra có người nhìn trộn, vậy là chỉ cần vung tay tung trưởng, sẽ đánh trúng bụng dưới của ngọc thu xương. Sau khi bị thương ngã xuống, có lẽ do sợ hãi quá mức, Ngọc Thu Sương đã chạy nhầm hướng, chạy về phía căn phòng trống. Nàng ấy quả thật là một cô nương đen đuổi, sau khi chạy vào căn phòng trống thì nhìn thấy cảnh ngàn vạn lần không nên thấy. Mà nàng ấy đã bị ép đứt ruột, trong bụng đang chảy máu, có lẽ đã ngã xuống mà chết trong lúc trách móc khóc lóc. Vì vậy, mới có người cho rằng mình đã giết nàng ấy chăng? Những điều ta nói ở trên hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ là sự suy đoán của Lý Liên Hoa ta, có điều hắn lại dịu dàng hỏi tông chính minh châu còn nhớ lúc ta nhờ ngươi làm một việc đã hỏi gì ngươi không ta hỏi ngươi có thể ép vỡ bao các cách mình khoảng năm trượng trở lên phải không ngươi đã rất kinh ngạc hỏi ta Sao ngươi biết khoảng cách từ phòng ngọc thành chủ đến hành lan có lang có lan can bằng bạch ngọc vừa đúng năm trượng còn nếu là ngọc phu nhân ra tay hắn nheo mắt nhìn chiếc ghế vỡ vụn bên cạnh ghế thái sư mình đang ngồi chỉ e đến xương cốt của ngọc thu xương cũng bị ép nát rồi dứt lời trong đại điện Ngọc Thành yên tĩnh tới đáng sợ. Một lúc sau, bột bột hộp ba tiếng, hoa như tuyết vỗ tay ba cái, Tông Chính Minh Châu há miệng mấp máy môi mấy lần, bốc thư hải giải á huyệt cho y, y khàn khàn lên tiếng. Ta không có ý giết nàng, mặc dù, mặc dù, người nói không sai, nhưng Tông Chính Minh Châu đối với Ngọc Thu Sương thế nào, trời đất có thể chứng giám, ngày hôm đó chỉ là, nhỡ tay. Lý, ngài không thể trách huynh ấy, ta hiểu, Vân Kiều đột nhiên đau đớn lên tiếng. Vợ chồng Ngọc Mục Lam thành thân hơn 20 năm nay, giữa họ, giữa họ không có tình yêu. Chỉ là vì thu xương, hơn 20 năm họ đều cố gắng mỉm cười mà sống. Trước mặt con gái và đóng cảnh vợ chồng ân ái, mặc dù Ngọc Thành giàu nước đố đổ vách, nhưng cuộc sống của họ còn không bằng bách tính bần hàng. Mục Lam huynh ấy, rất đáng thương. Phu nhân cũng, phu nhân cũng, phu nhân muốn tìm một người đàn ông coi trọng mình, có gì? Sai trên má nàng ngang dọc vệt nước mắt sai là ở chỗ bọn ta đã gạt thu xương sợ thu xương không chịu nổi kết quả bốn người bọn ta liên thủ khiến thu xương thành ra thế này ta không sợ chết muốn đền mạng thì cứ lấy mạng ta ta không sợ chết không liên quan tới mục lam vân kiều tông chính minh châu không ngờ nàng lại nói những lời như vậy toàn thân run lên bần bật người là do ta giết nàng ấy trèo lên lan can hái hoa nhìn thấy ta và hồng chúc trong phòng Ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bèn ép nàng một chưởng, nhưng ta thề, khi ấy ta không biết người đó là Thu Sương. Nàng ấy từ lan can ngã xuống, chạy về phía căn phòng trống, khi ta và Hồng Trúc mặc xong quần áo chạy ra ngoài tìm, đã không thấy nàng đâu. Sau khi gặp được nàng, họ lại nói nàng ấy đã chết ở Viên Châu, thi thể đang được chuyển về. Ta, ta tưởng có ma thật. Khi Lý Tiên Sinh điều tra tại sao nàng ấy lại chết ở Viên Châu, ta muốn biết chân tướng hơn bất kỳ ai khác. Khi Thu Sương chạy vào căn phòng bỏ trống, ta và Mục Lam đang ở bên nhau. Vân Kiều buồn bã nói, lúc lao vào trong nàng ấy như bị điên vậy, chỉ vào ta và Mục Lam nói rất nhiều rất nhiều, ta, ta không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên nàng ấy ngã gục xuống đất và chết, ta và Mục Lam còn tưởng mình đã khiến nàng ấy tức chết. Thu Sương sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ mắc bệnh thở gấp, nàng ấy chết trước mặt ta và Mục Lam, bọn ta rất sợ, mục lam mặc dù giàu có nhưng tất cả đều do một tay phu nhân mang lại nếu phu nhân biết huynh ấy hại chết thu sương còn lén lút vụn trộn với ta sau lưng mình tuyệt đối sẽ không tha thứ vì vậy bọn ta cần nghĩ ra cách xử lý xác của thu sương ta và mục lam hoàn toàn không biết chuyện phu nhân và minh châu có lẽ phu nhân vẫn luôn hiểu nhầm rằng ta sẽ tranh giành minh châu với bà ấy phu nhân không biết chuyện ta và mục lam